Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh Di Động MV Chuyên mua bán, trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2024 Tức là ngày 7 tháng 1 Đấy, Âm lịch năm 2024 các bác nhé Và ngày hôm nay em lại tiếp tục review và lên sóng giới thiệu cho các bác những sản phẩm mà bên em đang có Ngày hôm qua thì uh, ngày làm việc đầu tiên Và bên em đã quay cái clip đầu tiên lên Phải nói là các bác ủng hộ rất là nhiều luôn Z Fold, uh, Z Nip S23 Ultra, S22 Ultra các bác lấy rất là nhiều luôn các bác nhá. Và ngày hôm nay em lại tiếp tục review cho các bác xem những sản phẩm bên em đang có này. Và ở đầu clip em sẽ giới thiệu cho các bác xem một số những con hàng thanh lý trước. Sau đó bác nào mà cần mua những cái dòng đời cao của Samsung các bác bấm vào kênh của em thì có một cái clip em vừa mới quay xong. Chi tiết tất cả các dòng S22 Ultra, S23 Ultra, Z Flip và Z Fold, Z Flip thì thực ra à Z Fold hiện tại có đúng một chiếc thôi. Hôm qua thì có vài cái các bác đã lấy vợi đi rồi và còn có đúng một chiếc ZLiP thì các bác lấy một chiếc và còn một chiếc nữa và ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho các bác nhé nhanh gọn và xúc tích đấy bác nào ở Hà Nội qua trực tiếp cửa hàng em 111 triệu khúc à, em mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 17 giờ 30 chiều nghĩa là 5 rưỡi chiều còn ngoài ra nếu bác nào ở xa bên em sẽ ship hàng toàn quốc các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và đương nhiên là anh em phải cọc tiền rồi cọc tiền là để tránh gọi là, trẻ con đặt cho vui mồm đấy trẻ con hứng lên bảo là Uh, ship cho em một cái điện thoại về thế đối địa chỉ lọ địa chỉ kia xong ship đến gọi điện bảo mẹ em chưa cho tiền là đúng là lúc ấy là dở rồi thế nên bắt buộc phải cọc anh em nhé và bây giờ em sẽ giới thiệu máy cho các bác đầu clip em sẽ giới thiệu dành khoảng 5 phút giới thiệu nhanh các sản phẩm điện thoại thanh lý gọi là cực kỳ rẻ luôn gọi là giá ối rồi ôi luôn cho các bác nhé ok cây đầu tiên đi Đấy, một cây màu xanh gọi là z 9 c thương hiệu nhà họ nhà Xiaomi, cây này khá là mới này các bạn này ram ba trên sáu 3 trên 64 GB. Con này thì các bác sẽ dùng được là hai sim, hai sóng gọi là phù hợp cho những cái bác nào bọn thích hai sim mọi lồi đồng cuối đá thì chơi con này. Màn hình to, bộ trong 64 GB, RAM thì là RAM 3 GB các bác nhá. Hai sim hai sóng tất cả các chức năng hoạt động ok. cây này khá là mới hình thức cây này em đánh giá tầm 99% luôn, gần như một chiếc máy vừa mua xong các bạn nguyên siêu đi lông tem các các kiểu đầy đủ luôn. Cây này giá hiện tại là một triệu rưỡi các bác nhá, z 9C. Ok sản phẩm thứ hai cây Samsung Galaxy A04 Cây này giảm 3 trên 32 gb Cây này bị lỗi cam trước thanh lý cho các bác Trừ luôn 300 nghìn Còn 1 triệu 200 nghìn anh em nhé Những bác nào mà mua đầu đầu năm này ấy, Trong 3 ngày đầu năm Nghĩa là ngày mùng mùng 6, mùng 7, mùng 8 đầu năm Thì em sẽ miễn phí ship cho tất cả các đơn hàng Đấy, Nên anh em nào mua tầm này thì quá là hợp lý luôn Và gọi là sẽ có lì xì cho các bác nhé Anh em cứ nhắn tin zalo cho mấy em là có lì xì luôn Anh em nào chốt hàng trong 3 ngày đầu tiên rất có lợi thế vừa được miễn phí ship vừa có lì xì luôn các bạn nhá. Đấy, con này A04 lỗi cam trước còn lại tất cả các chức năng hoạt động ok. Con này 2 sim 2 sóng pin 5000, cây này giá 1 triệu 5 uh, trừ 300 000 luôn còn 1 triệu 2, thành lý luôn các bạn nhá. Ok, sản phẩm tiếp theo, đây là một con uh, Oppo A94. Con này thì uh, có một bác ship đến trước Tết và bác đấy gọi là bận không lấy được hàng thì bị hàng nó giờ nó mới hoàn về này các bác này. 15 ngày hàng nó mới hoàn về tận đây các bác nhá, chứ không phải ít đâu các bác ạ. Oppo A94 là một trong những con máy rất là mượt luôn, RAM 8 trên 1 trời 8 GB màn hình AMOLED. Những con này thì màn hình của nó thì em nhìn kỹ thì nó bị hơi lưu ảnh siêu siêu mờ đại loại không ảnh hưởng gì đến trong quá trình sử dụng hết. Và giá thì cực kỳ êm ấm luôn các bác nhá. Con này giá thì em bán cho các bác với cái giá là 2 triệu 900 000 thôi. Hai sim hai sóng, cấu hình cao A94, 8 trên 1 trời 8 GB, giá 2 triệu 9 này. Một con Samsung S10 hàng thanh lý con này phiên bản Hàn Quốc, RAM 8 trên 512 GB, phải nói là cái cấu hình này siêu khủng long luôn, 512g, Con S10 phiên bản hàn một sim, xem cấu hình của này như nào, Đấy, màn hình tràn viền bo cong, đằng dưới này bị đốm một tí, thế nên thanh lý cho các bác giá là 2 triệu 8 các bác nhé cái đốm này thì em cũng để rất là lâu rồi các bác nếu theo dõi thì các bác biết cái clip thanh lý này em từ trước tết thôi, nhưng mà bận thì không có thời gian quay bây giờ lôi nay mới lục đến thì có thời gian lôi ra quay nhanh gọn lẹ cho các bác, cái này thì uh, uh, G973L pin của nó 3 4 Giam 8 trên bộ trong 512g pin con này 3.4 thôi nhưng mà sử dụng thực tế thì em thấy là khá là tốt và chất lượng camera các kiểu ok các bạn nhá nói chung dùng sơ cua con này cánh quất luôn đấy, không có lỗi lầm gì hết tất cả mọi chức năng hoạt động ok con này s 10 hàn 512 g thanh lý 2 triệu 8, 8 các bác nhá một con s 10 e cho anh em thích trải nghiệm này con này cũng bị đốm luôn thanh lý một triệu sáu rồi rẻ hơn bình thường được một lửa đấy, bị một cái đốm ở góc dưới này nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì vẫn xoa zalo facebook phà phà luôn các bác nhá mọi chức năng là ngon lành cánh quất con này thì uh, 1 triệu 6 RAM 6GB bộ trong là 1 chai 8GB Màn hình AMOLED luôn Đấy, S10 camera các kiểu ok Giá loanh quanh có hơn 1 triệu Đấy, Các bác chơi con này cũng khá là ngon 1 triệu 600 nghìn Bao nào chốt con nào thì chụp ảnh màn hình lại gửi Zalo cho bên em rồi vào việc các bác nhá. Bác nào mà xác định không cọc thì không nên nhắn tin Zalo để đỡ mất thời gian của hai bên các bác nhá. Bởi vì bên em thì bắt buộc phải cọc thì em mới gửi hàng. Nhiều bác thì chát chán chê từ ngày lọ sang ngày kia rồi đến lúc bảo là cọc thì bảo là anh sợ bị lừa, mấy anh sợ thế nọ thế kia thì thực sự là bên em một cái bàn máy nó nhiều như thế này em không ai đi lừa các bác một hai trăm nghìn ba trăm nghìn tiền cọc làm cái gì đâu. Đấy các bác nhá, cọc là để hai bên đều có trách nhiệm thôi và một ngày không như ngày hôm qua em bán ba mươi mấy chiếc điện thoại luôn và các bác gần như bác nào cũng chuyển khoản rất là nhiều có những các bác chuyển khoản full luôn anh em nhé có những bác chuyển khoản full luôn hết luôn đấy còn có những bác cọc là chuyện bình thường đấy, gần như bác nào trả về cọc đấy, thì có một số trường hợp gọi là cá biệt thôi thì mới gọi là mới bảo là sợ bị lừa thôi các nhé còn anh em khi mà đã mua hàng là các bác đã theo dõi clip của bên em rất là lâu rồi các bác mới mua các bác nhá đấy thì tình trạng như nào bên em báo luôn đốm báo đốm ám báo ám nhiều bác thì cứ hỏi những cái con hàng đẹp kia xong các bác có hỏi có ám không có đốm không vì cái điều này những cái câu hỏi đây câu hỏi thừa vì ám hay đốm này em sẽ bán gọi là hàng thanh lý đấy trong cái đoạn đầu tiên này các bác xem hàng thanh lý thì các bác biết đốm như này một triệu sáu trăm nghìn thôi rẻ hơn bình thường được còn một lửa luôn các bác nhá một cây lốt 10 đây con này bị phim nhẹ màn hình thôi đấy phiên bản hàn quốc Đấy, dung lượng của nó là 256 GB RAM 12 GB, 2 SIM 2 sóng tất cả các chức năng hoạt động ok. Galaxy Note 10 đấy con này phải khởi động lại này vừa độ hai SIM xong. Đấy, tất cả những cái máy mà độ hai SIM xong này các bác nhìn này. Đấy, nó sẽ không có cái email này nhá. Nhưng khi khởi động lại phát là ok. Qua con này chiều này em mới độ hai SIM xong. Con này là phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc RAM 12 256 GB bị một vết phim ở trên màn hình. Đấy thì cây này uh, có bút S Pen nói chung thiết kế thì cực kỳ đẹp rồi. Bị phim một cái vết cũng khá là nhẹ thôi. Thành lý cho các bác gọi là giá rẻ loanh quanh có 4 triệu 500 000 các bạn nhé con lốt 10 cộng này đấy em lên gửi cho các bác xem email điện phà phà luôn đấy con này là con Galaxy lốt 10 Plus 5G phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc tất cả các chức năng hoạt động ok 2 siêu 2 sóng hỗ trợ ghiêm cục ngoại ra 12 256 ghi em đang đợi lên đây đấy, trong cái lúc đợi lên thì em sẽ giới thiệu cho các bác một con S21 5G phiên bản Hàn Quốc con này bị đốm một tí thôi nhá thanh lý 4 triệu 2 nhưng hôm nay em đã sẽ lì xì 200 000 luôn còn 4 triệu các bác nhá đây 4 triệu này cây này bị đốm một vết ở dưới này đấy, các chức năng ok các bác nhìn con này khi mà khởi động lại này email lên phà phà luôn các bác nhá đấy cái này thì phải hiểu về kỹ thuật thì mới biết được vì ngày xưa em đã độ hai sim rất là nhiều các bác nhìn này đấy lên hai IMEI mây chưa IMEI 1 một email hai kia là bây giờ anh em sẽ có dùng được hai sim và chuyển hết sang quốc tế rồi các bác nhìn này máy hàn nhưng không có ứng dụng rác nào hết tất cả mọi ứng dụng là ứng dụng quốc tế và mọi chức năng hoạt động ok con này thì hiện tại em đang bán cho các bác với cái giá là 4 triệu 5 quay lốp 10 plus các bạn một cây S21 5G phiên bản Hàn Quốc cây này màu tím giam 8 gb bộ trong là 256 g mọi chức năng hoạt động ok trừ cái vết đốm này ra thì cây này 4 triệu 2 giảm 200 còn 4 triệu này một con uh, lút 20 Ultra con này đảm bảo lên sóng phát bay màu ngay này con này lút 20 cha phiên bản Hàn Quốc con này bị cũng bị đốm các bạn nhá cũng bị đốm 5 triệu 700 nghìn rẻ hơn bình thường được 5 triệu 7 6 triệu 7 bảy triệu bảy 8 triệu 7 giá bình thường được 3 triệu luôn Con này thì uh, phiên bản Hàn Quốc một sim có hỗ trợ 5G Vết đốm của nó là chính là cái vết này Một tí ở bên cạnh này thôi các bạn nhé Một tí bên cạnh này thôi Các chức năng hoạt động ok Nói chung là cái màn hình cong này lên đốm bên cạnh này nhìn rất là khó này các bạn này Khi mà các bác sử dụng hàng ngày đây các bác gần như nó không nhìn thấy luôn Đấy, Gần như nó bên sắt mép đây nó rất là khó nhìn con này thì phiên bản của nó là phiên bản Hàn Quốc RAM 12 và bộ trong là 256 g tất cả mọi chức năng hoạt động ok chip quan com tám à, chip quan com slot 865. cực kỳ mạnh luôn các bạn nhá lốt 20 ultra 5 g phiên bản hàn hình thức của máy này xem nào hình thức của nó thì hơi phải một chút hơi cấn một chút này nói chung là cũng có phải có cấn một chút các bạn nhá giá thì rẻ 5 triệu bảy trăm nghìn để anh em trải nghiệm một con đời cao giá rẻ rồi đấy năm triệu bảy này đây tiếp tục này một con lg q 92 con này thì không có lỗi lầm gì hết mọi chức năng hoạt động ok LG Q92 RAM 6 trên 1 chai 8GB Phiên bản hàn 1 SIM Màn hình to pin 4500 Phù hợp cho những cái bác mà gọi là Kinh tế vừa phải chơi con này Quá ngon này cánh quất luôn Giá thì rẻ có 2 triệu thôi các bạn nhé LG Q92 2 triệu này Một con uh, lốt à, uh, S20 Ultra Một con hàng ám siêu nhẹ Gọi là ám như không ám chỉ có 5 triệu 800 nghìn thôi Phiên bản Hàn Quốc RAM 12 và bộ trong là 256GB Đấy, Màn hình gọi là ám như không ám luôn Em còn chưa nhìn cái ám chỗ nào nên này Đấy, Hơi phân tầng siêu siêu nhẹ các bạn nhé Con này thì à, uh, 5 triệu 800 nghìn Tất cả các chức năng hoạt động ok Đấy, RAM 12, 256 này Pin của nó pin 5000 Chip quan quang 865 rất mạnh luôn Con này các chức năng ok Camera chụp ảnh thì phải nói là siêu sắc nét luôn anh em nhé S20 Ultra Con này 5 triệu 8 này Bác nào mà cần xem đời cao thì các bác Tua cuối video hoặc là Các bác xem một cái clip em mới quay buổi sáng nay đấy, Mới quay xong Chi tiết các sản phẩm đời cao các bác nhé Còn đờ, trong cái clip này thì Em sẽ quay cho các bác lần lượt theo thứ tự gọi là Từ máy thanh lý cho đến máy đẹp đấy, Máy thanh lý thì em cũng sắp hết rồi Giới thiệu đấy S20cha Thì có mấy cây đây ám đây 5 triệu 8 5 triệu 7 Thì thực sự là nói là ám thôi Nhưng mà như không ám Tất cả các chức năng hoạt động ok Giá loanh quanh có hơn 5 triệu thôi là các bác đã mua rồi các bác nhé Ok, tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái dòng sản phẩm trong cái tầm tiền mà loanh quanh uh, trên dưới 4 triệu. Thì hôm qua có cái mã Quantum 2 thì đã hết hàng. Phải nói là cái mã đấy về đến đâu vài chục cây là hết sạch trên đấy luôn. Và em đang đặt bên Hàn tiếp tục về khoảng tầm vài chục cây nữa để gọi là phục vụ các bác nhé. Ok, giới thiệu cho các bác một cái lô hàng Samsung Galaxy Note 10 5G. Phải nói là lâu lắm rồi mới về được một cái lô, lô chất thực sự như này các bác ạ nó nét nét, luôn vừa đẹp về hình thức vừa gọi là đẹp về lỗi thất luôn anh em nhé con này thì em về đầy đủ các màu màu đen màu đa sắc và màu đỏ này Đấy, màu đa sắc đẹp chưa các bác màu đa sắc này thì nhiều bác rất ưa chuộng cái màu đa sắc này Đấy, màu đen màu đa sắc và màu đỏ các bác nhé anh em nào thích gọi là màu đỏ lam tính thì quất con màu đỏ này về cho vợ thì tuyệt vời luôn lô này về rất đẹp này màu đỏ nguyên siêu việt này luôn cái này thì gần như chín tám chín chín rồi mọi chức năng là đương nhiên là hoạt động ok hết các bác nhé không có một cái lỗi lầm gì hết lốt 20 5G này là nô hàng này là nô hàng phiên bản Hàn Quốc các bác sẽ được sở hữu cho em một cái cấu hình như sau một cái màn hình 6,3 inch và con này là màn cong tràn viền ram 12 bộ trong là 256 g con này tất cả các chức năng hoạt động ok phiên bản Hàn nó chỉ dùng được một sim thôi nhưng mà nó lại hỗ trợ ghiêm cuộc gọi và hỗ trợ 5G anh em nhé và một cái thiết kế của nó là đi vào huyền thoại rồi gọi là đi vào thiết kế gọi là sách giáo khoa thiết kế điện thoại luôn được rồi các bạn nhá con này thì màu đa sắc màu đen màu đỏ giá 4 triệu 300 nghìn một em tặng đầy đủ phụ kiện sạc cáp ốp lưng dán màn hình Đấy, các anh em nào cần thì các bác có thể vào việc luôn 4 triệu 300 nghìn tặng sạc cáp ốp lưng dán màn đầy đủ cho các bác nhé thì đây chính là cái sản phẩm lốt 10 5G trong cái tầm tiền 4 triệu 3 quá ngon luôn thiết kế quá đẹp các bạn nhé Ok một cái sản phẩm trong cái tầm tiền đấy nữa đây chính là một con S20 FE S20 FE thì bên em chỉ còn hai chiếc một chiếc màu đen và một chiếc màu hồng nam tính Hai cây này thì đang có mức giá là 4 triệu 300 nghìn Trong cái tầm tiền mà trên 4 triệu Con này cũng là một trong những cái chiếc điện thoại rất hợp lý luôn Các bác sẽ được sở hữu 3 cam sau một đèn flash Cái hay của con này ấy, chính là các bác sẽ được sở hữu một cái màn hình AMOLED nha AMOLED 6,5 inch Và cái tần số quét 120 mẹ kết hợp với con chip Qualcomm Slash 865 Em nó phải nói là mứt mượt mượt luôn Phiên bản của Hàn Quốc thì một sim có hỗ trợ 5G RAM thì là sáu trên một chai 8 g con này mà hai sim nữa thì đúng là hết nước chấm luôn các nha đấy nhưng mà nó là bản hàn một sim thì hiện tại đang có giá là 4 ,3 triệu ba tặng đầy đủ sa cáp ốp lưng và dán màn hình con màu đen này hình thức hơi phải một tí này thì con này sẽ lì xì cho các bác 100 trăm nghìn anh em nhé đấy sẽ giảm 100 trăm nghìn và chưa tính lì xì đấy thì là bốn triệu hai bốn triệu ba là các bác đã mua được một chiếc rồi Thứ hai con này đồng giá luôn 4 ,2 triệu hai luôn con màu hồng nam tính này thì nó cái màu nó hơi khó bán thì em sẽ giảm luôn 100 tiếp hai con này giảm luôn 100 rồi các bạn nhé 4 triệu 200 nghìn một chiếc tặng sạc cáp ốp lưng rắn màn hình S20 FE phiên bản của Hàn Quốc Ok một cái sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho bác trong cái tầm tiền trên 5 triệu đi Đấy, trên 5 triệu thì uh, có rất nhiều những cái mã ví dụ như là lốt 20 S20 Plus S21 thì em sẽ giới thiệu cho bác đầu tiên lốt 20 trước lốt 20 em có phiên bản Hàn Quốc này hôm nay thì uh, bản Hàn Quốc này thì em đang có màu xanh màu xanh ngọc luôn các bác nhé gồm ba cam sau một đèn flash loa kép sạc nhanh tai si các kiểu đầy đủ luôn màn hình con này thì 6,7 inch hôm nay em về được cả màu đồng và màu đen rồi anh em nào cần thì các bác có thể kết nối để vào việc luôn các bác nhé nhưng mà vừa màu đồng màu đen thì toàn là bản mỹ thôi Lốt 20 bản Hàn nó khác bản Mỹ cái gì? Nó khác cái là đây bản Hàn với bản Mỹ này Hàn này Mỹ này Nó khác cái là Hàn một sim Mỹ hai sim Nhưng Hàn bộ trong 256GB Còn Mỹ bộ trong của nó chỉ có 128GB thôi Đấy là cái khác nhau cơ bản anh em nhé Thế nên là bác nào mà có thể lựa chọn những cái gọi là phù hợp theo ý của mình Ví dụ như bác nào mà bảo anh chỉ dùng một sim thôi Thì anh quất ngay con bản hàn này cho em Con bản hàn này các bác về lưu trữ ảnh người yêu cũ thoải mái luôn Không sợ hết bộ nhớ các bác nhá Đấy mua 256GB thì ảnh người yêu cũ thì tầm 50GB là các bác đã lưu thoải mái rồi Đấy các bác lưu vào máy thi thoảng nhớ thì các bác xem lại Đấy, cho nó đỡ nhớ Thì đây chính là cái sản phẩm S20 Alot à, g phiên bản hàn có phiên bản một chai 8 g thì bản mỹ còn hai năm sáu g bản hàn đấy mỗi một người có một cái nhu cầu khác nhau thế nên bác nào mà thấy con nào phù hợp thì anh em vào việc nha các bác nhá đây là hàng a cộng đẹp chín mươi tám chín chín phần trăm đấy giá năm triệu sáu trăm nghìn một em tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình có màu đen và màu đồng thì mới về em chưa kịp lên clip vì uh, anh em nào cần thì vào việc thôi anh em nào cần thì cứ nhắn tin zalo cho bên em thì em sẽ chụp cho các bác nhá đấy thì đây là bản mỹ và bản hàn đây hoàn hàn này mỹ này mỹ mỹ hàn hàn này đấy thì lẫn lộn như vậy các bác có thể lựa chọn còn ngoài ra đây có một cây bản mỹ cây này thì có bán cho bác đây là cây hàng đẹp bán từ lâu lắm rồi hôm nay bác cái qua bác ấy có bán lại lên đời ấy thì em thâu lại thôi 5 triệu tư cái này thì hình thức của nó cũng tầm chín bảy phần trăm mọi chức năng ok đương nhiên màn hình không ăn mố rồi nhưng anh cho bác nhá ấy thì cây này là màn đẹp 5 triệu tư màu đen còn có cả cây 5 triệu sáu cơ còn ngoài ra có những cây ám màn này Đấy, ám màn nhẹ rồi lưu ảnh này đấy, 4 triệu là các bác đã mua được một chiếc rồi đấy, thì các bác có thể lựa chọn cho em phiên bản của nó là phiên bản Mỹ đây thì cây này là ám lưu ảnh nhẹ này đấy, nó lưu ảnh như này thì được 4 triệu các bạn nhé 4 triệu này rồi có những cây ám nhẹ ám nhẹ này thì nói thật với các bác nói là ám thôi nhưng mà như không ám màn hình sáng trưng luôn nhìn kỹ thì mới thấy được gọi là mắt bác nào phải 10 trên 10 gọi là chuyên gọi là chuyên tia trị hàng xóm thì mới nhìn được những cái con như này các bạn nhé 4 triệu 300 nghìn tặng đầy đủ sạc cáp ốc lưng và dán màn hình đấy tiền nào của đấy thôi em đã phân loại ra rồi có những cây tại vì sao 4 triệu 3 có đấy, những cây 5 triệu 6 đấy thì người ta gọi là tiền nào của đấy các bác nhá tiền nào của đấy cây 5 triệu 6 thì đương nhiên nó phải ngon hơn cây 5 triệu 3 rồi đấy mất đến 1 triệu 300 nghìn không phải là ít 1 triệu 300 nghìn gần như 1 phần 3 cái máy 1 phần 4 cái máy rồi các bác nhá thì lốt 20 ám nhẹ 4 triệu 3 mà cây này vẫn còn dùng còn ngon chán luôn các bác dùng còn thiên thu nó mới hỏng luôn các bác nhá thì đấy chính là lốt 20 ok trong cái tầm tiền mà loanh quanh tầm tiền mà loanh quanh đây vừa đang quay video anh em gọi rất là nhiều này. Đấy tiền tiền mà loanh quanh trên 5 triệu thì em lại giới thiệu tiếp cho các bác. Một cái sản phẩm chính là S20 Plus các bạn nhé S20 Plus em đang có bản Mỹ, bản Hàn. Bản Mỹ thì hai sim, à, bản Hàn thì một sim. Mỹ thì một chai 8 GB, Hàn thì 256 GB. Đấy còn lại thì tất cả mọi thứ như nhau, chip Qualcomm 865, màn hình 6.5 inch 120 Hz, bản 2K. Con này tất cả các chức năng ok. Đấy, màn con này nói chung cấu hình của S20 Plus thì quá cao rồi các bác nhá, 5 triệu tư một em. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Đấy, bác nào yêu thích thì các bác chốt nhá. Có màu xanh dương, màu đen thì hai mà, cây này là hai cây phiên bản Mỹ, còn một cây màu xám này là cây phiên bản Hàn. Đấy, Hàn thì một sim Mỹ, hai sim, Hàn 256G, Mỹ 128 g Đấy các bác lựa chọn chip các các kiểu ngon cực ngon luôn. Và một cây lưu ảnh nhẹ. Cây này giá chỉ có 4 triệu thôi. Đấy, gọi là lưu ảnh hết pin mất rồi. Cây này em sẽ quay vào clip ngày mai anh em nhé cây này thì bác nào quan tâm thì các bác gọi là à, uh, nhắn zalo cho bên em nói là lưu nhẹ này thôi thực tế là nó quá nhẹ luôn gần như là mờ rất là mờ đã con nào em đã ghi là lưu nhẹ ấy, thì nó cực kỳ mờ luôn các bác nhé 4 triệu cái đấy tặng sạc cáp ốp lưng rắn màn hình đầy đủ hết ok bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác những con đời cao hơn đấy, hôm nay thì mới về được một con à đây giới thiệu cho bác con m 54 trước đi con mò 54 con này phiên bản của việt nam Giảm 8 trên hai trăm rẻ hơn máy mới được khoảng tầm gần 4 triệu các bác đã được sở hữu một con M54 rồi con này thì hiện tại máy mới của nó đang xít soát 10 triệu các bác nha có trong khi con này em bán 6 triệu 8 nhưng hôm nay em sẽ giảm còn 6 triệu 5 Đấy, giảm còn 6 triệu 5 luôn 6 triệu 5 này 7 5, năm, 8 5, 9 năm là các bác đã tiết kiệm được 3 triệu rồi mà con này xít soát 10 triệu là các bác tiết kiệm được khoảng 3 triệu rưỡi các bác nha tiết kiệm được 3 triệu rưỡi so với một con đi mua mới nhưng mà con này các bác nhìn này nó đẹp như một chiếc máy mới luôn nguyên siêu viền đi nông dưới bóng này luôn này các bác này Đấy, nguyên siêu viền luôn thì anh em tích về các bác lột ra nhá hàng đẹp như một chiếc máy mới và đương nhiên còn bảo hành của hãng đến tận gọi là tháng 11 năm 2024 Đấy, tháng 11 năm 2024 này em đã kiểm tra hết rồi và các chức năng là đương nhiên hoạt động ok con này có một cái quả pin phải nói là siêu khủng long luôn dung lượng pin 6.000 giam thì là RAM 8 trên 256 GB, màn 120 Hz, kích thước 6.7 inch, con này 6 triệu 8 trừ đi 300 còn 6 triệu 5 các bác nhá. Ok và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác một con máy mới về, một con S22 biên phiên bản màu hồng và một phiên bản màu tím, giá cực kỳ em luôn. Đầu tiên con S22 phiên bản Samsung Việt Nam này trước, con này thì đẹp 98% mọi chức năng hoạt động ok và nguyên zin nguyên bản 100% con này em thì chưa check bảo hành nhưng không biết là còn không nhưng mà gọi là một con máy thì khá là zin chuẩn chỉ luôn nói chung là trích bảo hành trả giải quyết cái việc gì quan trọng một con máy zin này thì dùng thiên thu luôn các bạn nhé phiên bản của nó là phiên bản 2 sim 26 này Đấy, phiên bản của nó là bản việt nam các bác sẽ dùng được hai sim và có hỗ trợ ghiêm của gọi ram 8 g và bộ trong là 256 trăm s 22 một con máy nhỏ gọn cấu hình cao dành cho những anh em nào mà thích một con máy nhỏ gọn cấu hình cao nhá bản việt nam hai sim vật lý 7 triệu hai trăm nghìn tặng sạc cáp ốp lưng và dán màn hình còn ngoài ra em có một cây phiên bản Hàn Quốc Cây này thì uh, một sim Hình thức rất là mới luôn Nhưng cây này, uh, à đây, hình thức cũng không phải mới lắm Cây này cũng cấn các bạn nhá Cũng cấn này, đấy tình trạng như nào báo ngay Cũng cấn như này nhưng mà giá rẻ cây này thì 6 triệu hai thôi màn hình của nó hơi hơi bị phân tầng một chút thì các bạn nhìn này đấy hơi phân tầng màn một chút thôi nhưng mà cái này thì cực kỳ nành đây phân tầng một chút này cực kỳ nành và không ảnh hưởng một tí gì các bạn nhé Đấy, trong quá trình sử dụng các bác có thể lựa chọn con này 6 triệu 200 nghìn con màu tím phiên bản Hàn Quốc một sim hoặc con bản Việt Nam 7 triệu 2 hai sim hình thức 98 phần trăm Ok bây giờ à đây còn một con S21 5G quên chưa giới thiệu cho các bác này S21 5G bản Mỹ còn một cây duy nhất con này thì bán cho bác cái lâu lắm rồi nay tự nhiên đang ngồi cửa hàng bác qua bảo anh cần tiền anh bán lại Ok thì em thâu lại thôi con này thì 5 triệu 300 nghìn S21 hình thức cây này thì tầm 97 phần trăm Máy nguyên zin có nguyên bản luôn. Vẫn còn tem của bên em đang cầm này. Còn đây thì màn hình của nó là 6.2 inch. Đã cập nhật lên Android 6. Nhìn giao diện là biết ngay. Android 14 này. 6.0 6, UI 6 Tất cả các chức năng OK. 2 SIM 2.6 này. Bản Mỹ này. Pin 4000 này. RAM thì là 8 trên 1 chai 8GB. con này bản Mỹ. Các chức năng OK. 5 triệu 3 các bạn nhé. Một con S21 5G 5 triệu 3. OK S21 Plus thì bên em đang có một cây phiên bản Hàn Quốc. Và hôm nay về được rất nhiều phiên bản Hàn. Đấy, một cây phiên bản Hàn Quốc này Cái này thì hiện tại thì bản Hàn thì nó dùng một sim Nhưng ngược lại thì các bác sẽ được một cái bộ như trong là 256GB và gian 8GB Con này hình thức mới các bác nhé Hình thức mới tầm 98% 99% luôn Con này mới tầm 99% luôn 6 triệu 600 nghìn Một em S21 Plus phiên bản Hàn Quốc Đấy, Bác nào dùng một sim thì các bác có thể lựa chọn con này Màu tím mộng mơ phiên bản Hàn Đấy, Phiên bản Hàn Đây các bác nhé S21 Plus 5G Bản Hàn một sim Cây này 6 triệu 6 này tặng sạc cáp ốp lưng dán màn hình và có những cây phiên bản mỹ bản mỹ thì hiện nay thì em chỉ còn lại hàng lưu ảnh này thôi lưu ảnh nhẹ này các bác nhá đấy có những cây lưu ảnh nhẹ này bản mỹ hàng lưu ảnh nhẹ hoặc ám màn nhẹ thì những cây này là những cây cuối cùng em sẽ thanh lý nốt cho các bác đồng giá 5 triệu ba trăm nghìn một em các bác nhá đấy năm triệu ba trăm nghìn lưu ảnh nó sẽ như thế nào thì em cũng sẽ giới thiệu cho các bác bản mỹ này nó dùng hai sim và cái lưu ảnh của samsung này thì nó cực kỳ này luôn con này thì em thanh lý luôn năm triệu ba luôn các bác nhá đây này góc này nó hơi hồng hồng một tí này góc dưới nó hơi hồng hồng một tí này người ta gọi là lưu ảnh à người ta gọi là ám màn đấy cái này người ta gọi là ám màn chứ không gọi là lưu ảnh và các chức năng thì hoạt động bình thường và không ảnh hưởng gì các bác nhá các bác nhìn này đấy, camera các kiểu ok bao lành cho các bác luôn riêng cái loại này bao lành cho các bác luôn ram tám một chai tám ghi phiên bản mỹ năm triệu hai này rồi năm triệu ba này đồng giá hết năm triệu ba luôn cây có cây số lần lượt cây này lưu ảnh 5 triệu luôn các bác nhá cây này lưu ảnh hơi nặng này thanh lý 5 triệu tặng sạc cáp lưng gắn màn hình này đấy, 5 triệu này cây này 5 triệu 5 này trừ 200 luôn còn 5 triệu và uh, ba những cây này gần như này em bán dưới giá nhập rất là sâu rồi các bác nhé dưới giá nhập cực kỳ sâu luôn gọi là bán thanh lý thôi Đấy, còn mấy cây nữa thì gọi là bán thanh lý nốt nên là gọi là xả hàng đấy như ảnh như này có nhá như ảnh này chữ Galaxy S21 5G mấy các bác có nhìn được không thì cây này hiện tại thanh lý cho các bác 5 triệu 5 triệu 2 luôn 5 triệu 2 luôn cây số 3 này các bác nhá Đấy còn mấy cây thì em xả hàng nốt thôi chứ còn mấy bọn này lỗ sấp mặt luôn các bác Mấy cây thanh lý này lỗ sấp mặt luôn các bác nhá. Thì đấy là loanh quanh có hơn 5 triệu là các bác đã mua rồi, còn rẻ hơn cả S21 5G nhỏ luôn. Đấy cho anh em trải nghiệm đời cao giá hạt rẻ luôn các bác nhá. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác xem dòng gì như vậy Đấy. Bây giờ sẽ giới thiệu cho các bác một con Zlip. Con này là con Zlip 3. Hôm qua có con Zlip 4 thì các bác lấy mất rồi, con này bàn 3 quên vẫn chưa sạc pin lên. Con này thì phiên bản Hàn Quốc các nhá, đẹp 98 trăm Các chức đồng hoạt động ok, thành lý cho các bác là 6 ,4 triệu tư 6 triệu tư các bác nhá, màu vàng rất đẹp luôn phiên bản Hàn một sim cho anh em trải nghiệm 6 triệu 400 000 là các bác đã mua rồi. Con này thì nó có thông báo ở chỗ này này. Đấy, rất là đẹp luôn, xịn xò cực kỳ sang trọng luôn. Đấy, con Z các bác nhá. Con này hiện tại giá cho các bác là 6 ,4 triệu tư một em. Ok, tiếp tục thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm S20 S21 Ultra S21 Ultra thì phải nói là ngày hôm qua lên clip các bác lấy rất là nhiều hiện tại thì S21 Ultra em đã về hàng đẹp rồi nhưng mà em chưa kịp soạn ra để quay cho các bác trong ngày mai em sẽ lên hàng đẹp cho bác nhá hàng đẹp keng mà như vậy như Ngọc Tờ Linh ấy, như ngày xưa mà em quay ấy thì trong ngày mai em sẽ lên sóng các loại đấy trong clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác hàng zin phẩy có giá từ 8 triệu 3 cho đến 8 triệu 500 nghìn là các bác đã mua được một em zin phẩy này các bác nhé hình thức thì tầm 95 cho đến 97 mọi chức năng hoạt động ok ví dụ như bác nào mà lấy hàng 8 triệu 5 này cũng rất là ngon này các bạn này Đấy, 8 triệu 5 nhảy con nhé quá nhìn này Đấy, 8 triệu 500 nghìn một em S21 Ultra Đấy ví dụ như này trong cái tầm tiền phải nói là cực kỳ hợp lý luôn S21 Ultra thời điểm này các bác mua rất là hợp lý luôn các bạn nhé Thứ nhất là các bác cầm con này trên tay ấy, rất đầm tay và chắc chắn này Thứ hai là cái cấu hình nó rất là cao, các bác sẽ được sở hữu cho em một cái màn hình 6.8 inch, hai k cộng và tần số quét 120 Hz. Phiên bản méo hai sim, hai sóng và hỗ trợ 5G. Dung lượng pin của nó 5.000 RAM 12 GB, bộ trong là 1 chai 8 g Cấu hình thì ngày nào cũng đọc rồi, các bác thuộc hơn cả em rồi. Và em chỉ gọi là đọc nhanh gọn và xúc tích thôi, các bác nhá, camera này. Cái loại này thì gọi là dành cho những cái bác mà sắp đến mùa hè rồi mà ngoài bãi biển mà ngắm chị hàng xóm thì phải nói là tuyệt vời luôn các bác nhá. Có này đi hiện tại đoàn có giá là 8 triệu rưỡi đối với những cái con hàng mà đẹp tầm 97 như này thì có đang có giá là 8 triệu rưỡi như này các bác nhá đấy 8 triệu rưỡi thì em quay cho các bác xem hai con 8 triệu rưỡi là con số 4 và con số 7 này đấy, các bác nhìn này đấy, rất là mới luôn Nói chung là nó chỉ có hơi hẳn nhẹ một tí xíu theo thời gian hãy theo thời gian ở trên viền này thôi chứ còn con này không có cấn móp gì khâu sâu cả các bác nhá mọi chức năng thì đương nhiên là hoạt động ok rồi đấy thì con thứ 4 con số 7 8 triệu 5 còn ngoài ra hình thức phải hơn một chút thì các bác có thể lựa chọn những cái hàng 8 triệu như này Đấy, 8 triệu 3 như này thì hình thức của nó sẽ phải hơn đấy ví dụ như là một hai những cái vết gọi là hàn nhẹ như này nó sẽ phải hơn như này các bạn nhá đấy thì người ta gọi là hàng gọi là tầm 95 phần trăm đấy nó sẽ phải hơn một chút so với những con kia đấy thì có những cái vết nhẹ như này còn lại màn hình đẹp nha có nhá màn hình trong veo luôn không ám mố không lưu ảnh và các chức năng nào cũng đương nhiên là hoạt động ngon lành cảnh quất các bạn nhá không có một cái lỗi lầm gì hết chỉ có mỗi cái hình thức của nó sẽ phải hơn một chút thì em đánh giá nó là hàng gọi là rẻ tiền hơn thôi màn hình vẫn sáng trưng luôn này, không ám ố, không như ảnh và mọi chức năng ok. ấy thì đây chính là cái sản phẩm S21 Ultra. Các bác có thể lựa chọn con này, một trong những chiếc máy thời điểm này quá ngon luôn. Bởi vì sao cái tầm tiền này nó quá rẻ. Hơn 8 triệu là các bác đã mua được một em rồi, tặng sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Ngày mai thì em sẽ lên sóng hàng đẹp keng, hàng đẹp keng có giá 9 triệu 5 các bác nhá. Hàng đẹp keng thì gọi là nét nè nẹt luôn 9 triệu 500 nghìn mỗi em Còn cái hàng này chỉ có 8 triệu 3, 8 triệu 500 nghìn Là các bác đã mua được rồi Đấy thì đây chính là cái sản phẩm S21 Ultra Phiên bản Mỹ 2 sim 26 Mà em vừa giới thiệu cho các bác Bây giờ thì chỉ còn lại là lốt 20 Ultra Lốt 20 Ultra thì hôm nay em cũng về cả hàng đẹp keng rồi các bác nhá Hàng đẹp keng hôm nay cũng có về rồi Và anh em nào cần thì các bác cứ vào việc thôi Hàng đẹp keng nét nẹt luôn 99% luôn 8 triệu 9 Còn có một cây này thì cây này thì trước đây là bán cho bác cái là hàng đẹp keng bác cái lên đời thì lại thâu lại thì uh, gọi là bây giờ không còn là đẹp keng rồi bây giờ chỉ còn 98 phần trăm thôi thì em bán là 8 triệu rưỡi lốt 20 cha là một trong những cái chiếc máy quá đẹp luôn cấu hình con này thì các bác cũng không lạ thì nữa rồi màn 69 inch 2k cộng 120 hạt giam 12g một bộ ở trong là tám g và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài hai sim hai sóng thiết kế cực kỳ đẳng cấp luôn riêng cái con này thì thiết kế của nó đi vào sách giáo khoa rồi các bạn nhá hiện tại thì giá đang là 8 triệu rưỡi một cây tặng sạc cáp ốp lưng và dán màn hình và có hàng đẹp keng thì 8 triệu 9 đấy vẫn là một trong những chiếc máy rất đáng để sử dụng luôn cái loại này thì đốt hai mươi này vẫn còn đáp ứng nhu cầu sử dụng của các bác vài năm nữa luôn các bạn nhá bởi vì ra 12 hai chip Qualcomm con tám sáu làm sao mà lỗi thời được màn 2 k cộng 120 trăm nữa cực kỳ ngon luôn đấy, camera các bác nhìn này đấy, các bác nhìn chưa không hổ danh là một trong những cái hàng flagship của samsung đấy gọi là giới thiệu cho các bác xem đây chính là cái sản phẩm đốt hai mươi mà bên em đang có Ok hôm nay thì dòng Z 4 em còn đúng một chiếc Hôm qua thì có vài cái thì màu cả màu vàng gold nữa các bác lấy hết rồi Cây này đáng lẽ em cũng bán rồi luôn Và em đã hẹn một cái bác gọi là khách quen một cái à, một bác khách quen hẹn em gọi là như đinh đóng cột luôn bảo ok để cho anh con này cuối cùng là mất hút luôn anh em nhé thế nên là mấy bác hôm nay họ nhắn tin hỏi em à, gọi điện hỏi em là con z 4 bốn còn không thì em lại báo hết hàng và hôm nay thì em lại tiếp tục quay con này lên cho các bác anh em nào mà chiều nay nhắn chiều nay gọi điện cho em ấy mà thì các bác gọi, gọi lại cho em nhá các bác nhá. Con này là phiên bản 512 GB, giá Z Fold 4 mà rẻ ngang như kiểu là S22 Ultra luôn này các bác này. Chỉ có 14 triệu 300 000 là các bác đã được sở hữu một con Z Fold 4 phiên bản 512 GB các bác nhìn nó đẹp chưa? Nhìn phải nói là mê đi luôn anh em nhá. Đấy, Z Fold 4. Con này thì gần như hàng chất rồi, hàng chất LED 99% rồi. Đấy, tặng đầy đủ Đấy, phụ kiện sạc cáp và dán màn hình cho các bác nhé ốp lưng thì dòng này em không có ốp lưng anh em về tự đặt trên shopee qua đây thì các bác sẽ được sở hữu một cái cấu hình khủng long luôn Một cái màn hình chính 7,6 inch Phiên bản Z Fold 4 của bản Hàn Quốc rất hay luôn Em đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi Chính là cái ngày phiên bản Hàn nó cập nhật lên được sim Nghĩa là hai sim hai sóng và hỗ trợ ghi của gọi Khi đấy phiên bản Hàn nó sẽ đắt hơn phiên bản Mỹ các anh em nhé Đấy, ngày xưa bản Mỹ thì nó hai sim nhưng mà nó không có game của gọi nhưng bây giờ Hàn nó cập nhật lên hai sim nữa thì nó hội tụ tất cả những thứ hay ho nhất ví dụ như hai sim có hỗ trợ game của gọi này Đấy, và cấu hình của nó thì cũng chip ngon luôn RAM 12, 512 gb các bác nhìn để đẳng cấp chưa Z4, 4, một trong những cái chiếc máy ui camera LED Con này nói chung là buổi tối anh em mà lướt web xem phim mà cầm như này Mà xem phim lướt web thì phải nói là mê ly luôn các bạn Đấy, Con này hiện tại là một cây máy cuối cùng trong cái lô hàng này Em thanh lý nốt cho các bác, 2 sim 26, sóng Z4 4, Màn hình chính, mà hình phụ, các kiểu ok Giá thì con này nói chung là mất giá cũng khá là nhanh Ngày xưa con này ra gần 50 triệu, đến thời điểm này Z4 4 cũng là một trong những mã máy mới nha các bạn nhá. Cũng là mã gọi là mới của Samsung đấy mà em bán có 14 triệu 300 nghìn một con hàng chất như này là các bác biết là một con này là dùng là một con này là giá cực kỳ êm. Đấy chỉ ngang với S22 con trai phiên bản à 512GB thôi các bạn nhá. Thì đây là con Z4. 4. Và clip của em khả năng đến đây là sẽ dừng lại bởi vì sao? Dòng S22 Ultra và S23 Ultra em đã có một cái clip riêng rồi Nếu bác nào mà cần quan tâm thì các bác bấm vào cái mục bình luận của video Em sẽ gọi là thả cái link uh, link video quay cái clip S23 Ultra, S22 Ultra Ở clip đấy bác nhá Vì clip đến đây là 30 phút cũng khá là lâu rồi Và em sẽ ngừng clip tại đây Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo